cần ôn vùng chân, nhất là công thị. Đúng rồi, xác định thế nào ạ? Trên thì ạ, đường nối giữa gì của cái góc mấu truyền lớn và lồi cầu ngoài của xương đùi. Lồi cầu ngoài ở dưới này mọi người này, xương đùi. Và trên cái mép gì ạ, nếu kheo chân này là 6 thốn. À xin lỗi ạ, 7 thốn ạ. Đúng rồi, 7 thốn. Đối lại thế. Đường nối giữa mấu truyền lớn xương đùi và lồi cầu ngoài của xương đùi. Vâng ạ, trên cái mép kheo 7 thốn. Đo đi, đúng 7 thốn. Đấy đâu đấy ạ? Đây là gì ạ? Nương khâu. Huyết hải. Tôi biết hết rồi nhé. Độc tị tất nhãn hạc đỉnh. Túc tam lý, dương lăng tuyền, âm lăng tuyền, cô lôn. Phong long. Giải khê, thái khê, hành gian, à đâu, tam âm giao, biết là nó khó lắm, nó phải chống mông vào nhiều. Huyền trung. Nào, lên hai thốn, vào ra ngoài một thốn. Đỉnh xương bánh chè, lên hai thốn, ra ngoài một thốn. Đau đầu gối. Đúng không ạ? Chị đau dạ dày các... bởi vì nó thuộc kinh vi, đúng không ạ? Ngoài ra lương công tác dụng trong điều trị liệt, tức là trong cái quyển tập quyển này nó ghi tắc tiết sữa. À mọi người chú ý là với trường hợp tắc tiết sữa thì các huyệt ở xa nó có tác dụng gì ạ? Thông để được mà để tiết sữa được nó đi từ bên trong ra bên ngoài được đều, và để cái chỗ tắc ấy nó thoát được tắc ấy thì là phải tác dụng tại chỗ nhá, châm các huyệt quanh ngực, xoa thôi, bóp thôi, bấm thì hơi đau, xoa bóp. Ờ có gì mà đấm giữa bệnh nhân và bác sĩ không hiểu. Ngày xưa tôi ở khoa phụ tôi đi